tiếp cái đồng hồ thứ hai các bạn nha, cùng loại nhưng mà nó là cái màu khác, trước màu đen rồi bây giờ có thể là màu xanh rêu, màu xanh quân đội. Thì mình đặt hai cái màu khác nhau á, mà không biết là có chính xác màu không, shop giao có đúng hay không, thì mình để mình test xem các bạn xem sao nhé. Đây mình để mấy cái này cũng cả tháng trời nhà mới khui nè, không hiểu sao mà cái camera nó hơi giật giật, chắc là cái ánh sáng nắng gắt các bạn, nó bị hắt nắng đó. Rồi mình chấp nhận thôi, tại vì mình quay cái môi trường cần đủ cái độ ánh sáng á. Rồi, rồi cái này chắc không cần phải giới thiệu thêm các bạn ha. Rồi chúng ta đi vào cái đồng hồ nè, rồi chúng ta khui vào ha. À, hơi cứng nè. Đây đúng màu các bạn nha, ok đúng màu, ok đúng màu luôn. Rồi có pin luôn các bạn nha, có pin luôn ha. Rồi rồi nắng lên rồi. Thì cũng giống như cái hướng dẫn trước thôi các bạn ha. Mình sẽ đi nhanh cái phần này xíu, các bạn có thể dừng video các bạn xem nha. Rồi mặt sau thì không có gì đâu. Rồi chúng ta xem chi tiết em nói nè. Khá là ok, đồng hồ khá là hầm hố các bạn ha, khá là hầm hố và chắc chắn, dây mình thấy là biết là chắc chất liệu tốt rồi đó. Rồi khóa gài rồi nè, này mình cho mấy em trai mình là như ý luôn, cho mấy em nó đeo thoải mái luôn. Rồi các bạn xem ở dưới ha, bên dưới ha, ba ta cho em. Thì một lát mình sẽ có cái video mà test hai cái đồng hồ một lượt để nói về cái độ chống nước của nó các bạn ha. Thì hiện tại thì các bạn quan sát sơ sơ về cái đồng hồ đi ha. Rồi mình để mình bấm luôn, không thấy đèn ta,